Hoa khôi tuyển nữ Việt Nam Hoàng Quỳnh đăng đàn tố trà xanh giật chồng, thích thì chị cho. Là một trong 22 tuyển thủ tạo nên thành công khi giành được tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023, Phạm Hoàng Quỳnh đã khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy khâm phục, ngưỡng mộ khi vừa có sự nghiệp thành công và nhận được sự hậu thuẫn lớn từ gia đình. Với bà mẹ trẻ, chồng và con gái nhỏ là điểm tựa vô cùng vững chắc trên hành trình gây dựng sự nghiệp của mình. Cứ tưởng cuộc sống sự nghiệp sẽ cứ thế thuận buồm xuôi gió thì mới đây cô gái vàng phải chịu một cú sốc khi phát hiện trà xanh giật chồng sau những tháng đi đá bóng xa nhà. Tiền vệ tuyển nữ Việt Nam đã đăng đàn tố một cô gái giật chồng trên mạng xã hội vào tối 12 tháng 6. Theo đó, Hoàng Quỳnh, tiền vệ tuyển nữ Việt Nam viết trên mạng xã hội: "Thích chồng chị thì chị cho, thích công khai thì chị đây cho em công khai luôn. Em nói em không thích rượu ngọt bởi vì em thích rồi còn đâu em nhỉ?" Theo những bình luận của Hoàng Quỳnh, với sự quan tâm từ bạn bè, tiền vệ tuyển nữ Việt Nam tiết lộ câu chuyện đăng tải là trà xanh tiểu tam giật chồng của cô. Có ý kiến bình luận là do Hoàng Quỳnh đi thi đấu xa nhà trong thời gian qua, cô gái bị Hoàng Quỳnh gọi là trà xanh đã có cơ hội qua lại với chồng của Quỳnh. Trước khi xảy ra sự việc tố giật chồng, Hoàng Quỳnh có mối tình đẹp với tiền vệ Hồ Ngọc Thắng. Cuối năm 2018, Hồ Ngọc Thắng báo tin vui khi cưới hot girl đình đám làng bóng đá nữ Phạm Hoàng Quỳnh. Đó là thông tin mang đến sự bất ngờ cho nhiều người hâm mộ, bởi bóng đá Việt Nam rất hiếm có đôi vợ chồng như Ngọc Thắng Hoàng Quỳnh. Trong quá khứ, chuyện tình chồng là cầu thủ, vợ đi đá bóng chỉ có duy nhất cặp Văn Duyệt Hải Sâm. Hồ Ngọc Thắng là cái tên không hề xa lạ với người hâm mộ. Ngọc Thắng từng nổi lên ở thời huấn luyện viên Miura, cùng lứa Công Phượng, Huy Toàn, Quế Ngọc Hải. Hồi đó, Ngọc Thắng là trụ cột của U23 Việt Nam ở SEA Games năm 2015 và từng được gọi lên tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp bóng đá của Ngọc Thắng thiếu đi sự may mắn để tiến xa như đồng đội cùng trang lứa, dù anh rất tài năng và từng là học trò cưng của huấn luyện viên Miura. Chuyện tình yêu của Ngọc Thắng và Hoàng Quỳnh giống như mối nhân duyên định mệnh. Cả hai quen biết nhau ở ASEAN năm 2014. Đây là thời điểm mà cả Quỳnh và Thắng đều lần đầu được dự ASEAN. Ngọc Thắng ngày đó mới tròn 20 tuổi, còn Quỳnh bước sang tuổi 22. Thanh xuân đầy mộng mơ nhưng họ chỉ nói chuyện, tụ tập vui vẻ cùng đồng đội sau các buổi tập. Do đó, tình cảm của Hoàng Quỳnh và Ngọc Thắng chỉ dừng lại ở mức tình chị em đi đá bóng. Vào năm 2018, Ngọc Thắng gặp lại Hoàng Quỳnh sau 4 năm xa cách. Sau thời gian tìm hiểu thì cả hai yêu nhau và quyết định đi đến đám cưới. Quả ngọt cho mối tình chị em của làng bóng đá Việt Nam là họ có đứa con gái đầu lòng vào năm 2019. Phạm Hoàng Quỳnh sinh năm 1992 tại Đông Triều, Quảng Ninh. Năm học lớp 8, cô được nhận vào câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam và sớm trở thành trụ cột đội bóng này. Năm 2012, Hoàng Quỳnh được gọi lên tuyển nữ Việt Nam. Trong sự nghiệp, cô cùng tuyển nữ Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2012, huy chương bạc SEA Games 2013 và bán kết ASEAN 2014, huy chương đồng AFF Cup 2018. Cuối năm 2018, Hoàng Quỳnh giải nghệ và làm đám cưới với cựu tiền vệ U23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng. Sau khi sinh con gái được 14 tháng, cô trở lại thi đấu vào tháng 1 năm 2021 trong màu áo câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Tháng 7 năm 2021, cô được huấn luyện viên Mai Đức Chung triệu tập trở lại tuyển Việt Nam tham dự vòng loại ASEAN Cup 2022. Đầu năm 2022 vừa qua, cô và đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên chiến tích lịch sử khi giành được tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Theo như đánh giá của huấn luyện viên Mai Đức Chung, Hoàng Quỳnh có lối chơi kỹ thuật, thông minh và cá tính nên thường xuyên có mặt trong đội hình chính tuyển Việt Nam. Ngoài tài năng, cô còn sở hữu gương mặt khả ái, nước da trắng ngần, được mệnh danh là hot girl của đội tuyển.